Mình xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình đi đọc kinh dỗ ở nhà cậu của mình. Thì mình thấy cái cửa nhà cậu mình có hồ khác. Thôi nhìn rất là đẹp. Đây hồ các thôi. Thì sẵn đây thì mình quay vòng vòng khu vườn nhà cậu mình cho các bạn xem nha. Rồi mấy cái ớt nó chết hết rồi. Đây dàn bước của cậu khô hết, lạnh quá khô chết hết. Wow, ở ngoài có con chó nè. Ở ngoài có con chó chuẩn cắn bị. Két ở đâu? Ồ két khê lên cầm cái gì? Nó lá lốt ra nhiều. Lá lốt đâu có thấy đâu. Cô. Xả ra nha. Đi ra gom lấy dao bứng bụi xả của ổng. Lấy nhà cậu mình có nuôi con két nữa. Nhưng mà con này thì mình thấy nó chưa biết nói. Dạ, yeah, đào hết cái bụi. Xuống nhà cậu đào mấy cái bụi xả. Cấp hết bụi xả về. Bỏ cây kia vô cho em. Cái cây đó nè. Yeah. Em vô em hái lá lốt. Ủa về sớm rồi chứ. Chơi sao chơi về sớm rồi chứ. Ờ. Đi vô cầm ấy xin bà đào lá lốt, bứng cây đó luôn. Cây đó cây gì vậy? Lấy cây gì? Cây táo mà. Phải cây táo không em? Phải táo không? Táo cầu á. Bứng về luôn. Ok, đứng hết rồi. Cô nói là có cái chậu nào, lấy cái chậu, lấy cái chậu. Ồ, cái này nó gốc của nó, giờ nó lên thôi. Ồ, cái gốc không được à. Ok, em vô, em hái lá lốt. Lá ớt kìa, nó hái không còn vậy. Cái gì của cậu Trịnh nó lấy hết luôn. Có chợ ớt luôn, có chế tắc nữa nè. Ớt rồi, ớt nhiều lắm cha. Ớt nhiều. Dạ, này con thấy lá lốt. Cậu nói nhiều lắm mà con thấy có nguyên cái cô nói. Trời ơi, còn lại bao nhiêu nữa mà. Thì bỏ cái gì? Không đủ cho phủ đang đi. Đúng rồi cha. Vậy mà cậu không quảng cáo là đến dưới này nhiều dữ lắm. Một lá ông nhân thành 10 lá. Thì đổi vậy. Ông nói con từng trước, ông nói yên xuống bẻ đi, nhà cậu nhiều dữ lắm. Bây giờ con xuống thấy có mấy lá thì con tươi tươi hết. Bỏ gì đúng rồi. Bẻ hết chuỗi của ổng luôn cho ông biết. Thầy bởi gì trong này coi chừng nó cắn tay đó gì. Đừng thọc tay vô cái nó cắn tay hết nè. Thế nè, thích cá không? Cá màu gì? Dạ, yeah. Bữa trước chị hái quá trời luôn. Có bao nhiêu thôi, chị mới hái xong á. Ôi trời ơi. Chị muốn là nấu lẩu thái chị Nguyên ăn thôi. Ồ, phải không? Yes. Chị đâu biết đâu, chị biết chị bưng nguyên chậu xuống cho Trinh. Em mua mà chết rồi. Bà nội ông quý chồng mà chị bưng về. Cái lúc hồi xưa là nó tốt, hồi
xưa nó trồng, còn bây giờ nó còn chiếc không à. Ồ. Giờ luôn cho ăn đâu hết đâu. Đúng rồi. Con cá chỉ baby cá. Ồ con bé bi cá đó hả? Con cá bé bi cá. Bó tay qua phá vườn cậu ớt quá trời ớt luôn nè. Nhiều. Hena cho cá ăn á. Người đọc cá nó no rồi.